Chúng ta trở lại về kinh Trăng Rằm nhé. Về kinh Trăng Rằm á, hôm đó chúng tôi giải thích dở dang, bây giờ chúng tôi quay lại một chút. Kinh Trăng Rằm á, nó gồm có nhiều đoạn, thì đoạn 1 á, là câu hỏi 5 thủ uẩn là gì? Rồi cái đoạn 2 đấy, thì 5 uẩn lấy gì làm chỗ dựa? Rồi cái đoạn 3 đấy, sự chấp thủ nằm trong hay ngoài năm uẩn? Rồi đoạn có sự sai nào trong cái gọi trong niềm đam mê năm uẩn? Rồi đoạn 5 ấy, dựa vào đâu để cập năm uẩn? Đoạn 6 là giải thích năm uẩn. Đoạn 7 thân kiến là gì? Chuyện cần làm đối với năm uẩn. Cần thấy đấy. Cần bỏ. Cần có. Chính ấy, là quán chiếu năm uẩn thế nào để chấm dứt phiền não. Rồi đoạn 10 ấy, là phá nghi cho một tỷ kheo. Đó. Như vậy cái bài kinh này đó là bài kinh căn bản cho cái giáo lý Phật pháp, mà đồng thời nó cũng là bài kinh căn bản cho tất cả những người muốn tìm hiểu về giáo lý, và cũng là cái bài kinh căn bản cho một hành giả tứ niệm xứ. Nội cái bài kinh này là nội dung Phật pháp, bài kinh này là kiến thức giáo lý cần thiết cho một Phật tử, mà cũng là cái nền tảng, cái điểm tựa cho một hành giả tứ niệm xứ. Bởi vì chính Đức Phật đã xác nhận nhiều lần đó là cái suốt cái thời gian mà hoằng pháp 45 năm của Ngài chỉ là nói đến hai vấn đề: khổ và diệt khổ. Có một cái bài kinh này rất là thú vị, là một tỷ kheo, một vị tỷ kheo hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào để chấm dứt đau khổ?
Làm thế nào để chấm dứt đau khổ? Thì Ngài dạy, chỉ cần thấy cái gì là đau khổ thì sẽ thoát khổ. Đó là năm uẩn, là danh sắc, là 12 xứ, là 18 giới, là sự có mặt của phiền não, tức thái độ nhận thức, thương ghét đối với năm uẩn. Toàn bộ những thứ này đều là khổ, trực hay gián tiếp. Câu rất là hay, câu rất là gọn. Làm thế nào để thoát khổ? Thì Ngài dạy là chỉ cần thấy cái gì là đau khổ thì sẽ thoát khổ. Khi thấy được khổ đế mới thấy được tập, diệt và đạo. Biết mình đang lạc đường mới nghĩ đến việc tìm đường đúng mà đi. Biết mình bệnh mới có thể chữa bệnh. Thậm chí các vị có nghe hiểu không ta? Có hiểu chỗ này không ta? Tức là trước hết là mình phải thấy cái vấn đề của mình trước. Trước hết là mình phải thấy cái vấn đề của mình trước. Chứ còn không thấy được vấn đề của mình á, làm sao mà mình giải quyết đây? Có một chuyện rất là nhỏ, đó là sáng nay chúng tôi phải dọn cái bàn để mà đặt cái máy lên bắt đầu buổi giảng. Các vị có biết rằng là ngày hôm qua, mấy ngày nay nhà có khách, trên bàn đó có một ít thứ vặt vãnh, ví dụ như một cái hộp kẹo, một cái hộp bánh, rồi mấy cái tách trà, khách đi rồi còn nằm ở đó. Rồi mấy cái đồ đó nó còn nằm như vậy đó, thì coi như là mình là bên dưới có bụi, mình đâu có lau được. Thế là mình phải, mình nhìn mình thấy cái bàn mình nó ớn quá mà không biết bắt đầu từ chỗ nào. Cho nên tôi đứng tôi suy nghĩ một lát, tôi nói chuyện đầu tiên là phải dời mấy cái đồ để đi trước, thì mới có chỗ trống để mình lau bụi. Sau khi mình lau xong rồi đó, mình mới ra ngoài kia, mình lấy cái máy vô, mình để đó, mình ghim điện. Cái chuyện đầu tiên để dọn cái bàn đó, các vị nghe, tôi nghĩ có người cười thầm, cái chuyện dọn bàn nó sẽ khó như vậy. Xin thưa, rất là khó, rất là khó. Tại vì mình mới vừa nhìn liếc qua là mình đã thấy nhức đầu rồi. Thì tôi nghĩ trong bụng tôi nói, đầu tiên là mình phải đi tìm cái vấn đề của cái bàn này, cái vấn đề của cái nhức đầu này trước ra, dọn nó trước. Mình không tìm ra được cái căn cơ, cái nền tảng của vấn đề đó, thì làm sao mà có thể giải quyết được nó đây? Phải biết rằng cái là khổ, chứ mình trên đời nó là khổ, phải biết cái đó trước. Và khi mà mình biết như vậy đó, thì mình mới nghĩ đến cái chuyện giải quyết đó. Cho nên ở đây Ngài trả lời rất là đơn giản. Làm thế nào để thoát khổ? Thì Ngài dạy rằng trước hết phải thấy được cái gì là đau khổ. Thì ở đây cái gì là đau khổ? Là thấy sự có mặt của năm uẩn là khổ, sự có mặt của 12 xứ, 18 giới là khổ, sự có mặt của danh sắc của năm uẩn là khổ, sự có mặt của phiền não là khổ. Mà phiền não là gì? Phiền não là cái thái độ thích hay ghét đối với năm uẩn. Nếu mà nói cho nó chi tiết một chút thì các vị nghe, tôi biết trong đêm có người khó chịu, các vị nghĩ thích ở trong năm uẩn nó là tập đế mà. Năm uẩn, cái bản thân năm uẩn nó là khổ, đúng, nhưng mà thích nó là tập. Nhưng mà đó là nói một cách chi tiết, còn nói chung thì khổ tập
khổ hay tập nó đều là cái vấn đề nhức nhối. Nói chi pháp thì khổ tập là hai, nhưng nói tổng quát thì khổ tập chỉ là một vấn đề khổ. Các vị có hiểu này không ta? Alo, các vị có hiểu được cái chỗ này không? Nói một cách chi tiết đó, thì khổ tập nó là hai, nhưng mà nói tổng quát, thí dụ như bây giờ bệnh và cái nguyên nhân sanh bệnh, hai cái này nó khác nhau. Nhưng mà nếu cần mình chỉ nói một thôi, mà nói lúc này bệnh quá, bệnh quá, lý do là mình đã nhậu liên tục là 18 năm rồi, mình đã nhậu 18 năm rồi, cho nên bây giờ là khi nào cần thì mình nói bệnh, cái này là bệnh nè, cái này là nguyên nhân bệnh nè. Nhưng mà khi cần mình chỉ nói một thôi, đó là vấn đề sức khỏe. Mình chỉ nói một thôi, đó là vấn đề bệnh hoạn, chỉ một vấn đề thì cũng được. Cho nên chính Đức Phật này cũng đã nói như vậy, trong cả đời Hoằng Pháp ta chỉ nói đến hai vấn đề thôi, đó là khổ và con đường thoát khổ. Như vậy thì rõ ràng là trong trường hợp này, mà không biết các vị có nghe cái câu đó chưa cái đã chứ, các vị có nghe câu đó chưa ta? Alo, có nghe cái câu đó chưa? Cả đời ta chỉ nói đến hai vấn đề thôi, đó là khổ và diệt khổ. Rồi như vậy thì trong trường hợp mà ngài nói như vậy đó, lúc này đó thì bốn đế chỉ còn lại hai vấn đề. Khổ tập là một, mà diệt đạo là một. Đó, nói phải có chứng minh chứ không, bà con ấm ức lắm, nhất là mấy người học vi pháp mà ba mớ đó, nghe được khó chịu lắm. Các bạn nói khổ riêng tập riêng, đúng, nhưng mà có những trường hợp hai cái đó mình kể chung là một, mình nói đó là cái vấn đề nhức nhối, cái vấn đề cần phải giải quyết, thì hai cái ông khổ tập đó là một. Khi nói vấn đề cần phải giải quyết, nhớ nha, khi nào nói vấn đề cần giải quyết thì hai cái ông thầy này cũng là một. Nhưng mà cách giải quyết nó như thế nào? Chuyện đầu tiên anh phạt anh, đối với khổ thì cần nhận thức, đối với tập thì cần diệt trừ. Đối với diệt đế đó cần chứng ngộ, nhưng mà muốn chứng ngộ phải làm sao ta? Đối với đạo đế đó thì cần tu tu tập để chứng ngộ diệt đế. Đó, anh nói chi tiết đó là như vậy, đó là nói chi tiết đó là như vậy đó. Nói đến cái chuyện phải làm đối với bốn đế rồi, có bốn, nhưng mà trong trường hợp đó mà mình nói gọn, Đức Phật nói gọn này chỉ nói có hai thôi. Tức là vấn đề đối với khổ là gì, là đối với khổ mình cần phải nhận thức, biết cái gì nó là khổ trước đã. Khổ là gì? Là toàn bộ hiện hữu của mình. Và tập ở đây đó, nó chính là toàn bộ những cái niềm đam mê của mình đối với khổ đế. Nhớ nha, tập đế là niềm đam mê trong khổ đế. Đây là một định nghĩa mà quý vị phải nhớ. Mà khổ đế là mọi hình thức tồn tại hiện hữu. Mà tập đế là cái niềm đam mê trong khổ đế. Mà diệt đế đó gồm có hai, cái này tôi đang ôm lại, cái này đang ôm lại. Hữu dư niết bàn á thì vắng mặt tập đế, vô dư niết bàn á thì vắng mặt cả khổ và tập đế. Đó, còn đạo đế đó là con đường thoát khổ vốn nằm
Dạ rồi, coi là chi pháp giùm tôi đi, có đúng gì hay không? Coi chi pháp lại giùm giùm đi, có đúng như vậy hay không? Bữa nay là mình ôn lại cái ôn lại bốn đế nha. Nay mình đang học về năm uẩn mà tự nhiên tôi quay trở lại bốn đế là cho quý vị nhớ cái chỗ đó. Khổ đế đó là mọi hình thức hiện hữu, mọi hình thức tồn tại. Còn cái tập đế đó là cái niềm đam mê. Thí dụ như bây giờ tôi là con chó thì tôi thích cái này cái kia trong đời sống của con chó, thích chứ sao không thích. Tôi là con chuột thì tôi thích, tôi đam mê trong đời sống của một con chuột. Tôi là một người phụ nữ thì tôi có những đam mê của một người phụ nữ. Tôi là một ông hoàng đế thì tôi có những cái đam mê của một ông hoàng đế. Tôi là một tu sĩ, tôi là một kỹ nữ, tôi là một người ăn cướp, một người có tài ăn cướp ăn trộm. Tôi là một vị phạm thiên. Thì mỗi một cái cảnh giới, mỗi một cái hoàn cảnh sống, tôi phải có cái đam mê trong đó bằng cách này cách khác. Kể cả những người mà gặp mình nói chuyện mà mình thấy nản luôn mà, tôi giờ tôi không thích gì hết chứ. Tôi không thích gì hết. Tôi gặp cái mặt họ tôi mới nhớ là cái câu nói của ông cậu ruột ngày Sa Lợi Phất, tức là ông đi cách khác. Đi khác mặt khác, tức là ông Trường Trảo đó. Trường Trảo là cái móng tay dài đó. Ông gặp Đức Phật ông cũng nói như vậy. Ông nói thưa Sa Môn Gautama, sao con không thích cái gì hết trơn trên đời, không có cái gì mà như con thích hết trơn á. Ông nói thì ông tưởng là ông là bằng ngài đó. Mà ông nói vậy thì chắc ông cũng mong đợi ngài khen ông. Thì ngài hỏi ông thế này, ông nói ông thích cái gì hết, nhưng mà ông có thấy cái suy nghĩ đó làm cho ông thích không? Ông có thấy thích thú trong cái suy nghĩ đó nghĩ mà cho rằng mình không thích gì hết, ông có vừa lòng với nó không? Ông có thích thú trong cái suy nghĩ đó hay không? Cái suy nghĩ mà cho rằng mình không thích gì hết, ông nói theo ngôn ngữ của mình á, là mình nói rằng mình không khoái cái gì hết, nhưng mà thật ra mình có khoái ở trong cái suy nghĩ đó hay không? Mình thấy mình hay không? Mình thấy mình hay không? Vậy mà đi khoe cho bằng được, không lấy giờ mình đi mình mắng vô mặt rồi chứ. Họ nói là họ không thích gì hết. Đức Phật thì ngài nói theo cái cách của Đức Phật, là chẳng nha, bác chưa có mà bác khoái thôi. Rồi bác phải nhìn lại cái hoàn cảnh của bác, bây giờ bác bao nhiêu tuổi rồi hả? Bác bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ bác còn trẻ đó, thì chồng của bác, vợ của bác có đồng ý, rồi con của bác có đồng ý cho bác tung tăng chỗ này chỗ kia hay không? Đồng tiền trong túi của bác, sức khỏe của bác, hoàn cảnh gia đình của bác, mọi thứ mà bác có trong tay bây giờ đó, những cái điều kiện, những cái nhân tố trong đời sống xung quanh của bác, nó có cho phép bác này này nọ nọ hay không? Nó suy nghĩ. Chứ đừng có nói rằng tôi không có thích uống rượu, như vậy là tôi hay. Tôi không thích uống hút thuốc là tôi hay. Tôi không thích đánh bài, tôi không thích nhảy đầm là tôi hay. Xin lỗi, nó buồn nha. Anh coi kỹ lại cái hoàn cảnh hiện tại của anh đi. Anh đi tiểu đường kỳ cuối rồi, anh bị xơ gan kỳ cuối rồi, anh còn thích cái gì nữa? Anh bị nám phổi hai lá rồi, phổi anh đi cái rổ rồi nha. Rồi anh bị tăng xong rồi, anh bị dư đường tùm, dư cholesterol tùm lum hết. Rồi tiền bạc anh không có, bà xã của anh nó ghen như quỷ như vậy đó. Rồi ông chồng của anh thì gọi như là khó khăn gia trưởng vân vân và vân vân. Con anh đẻ một lúc là 8 đứa đó. Anh lo tối mặt luôn. Thời gian đó đâu mà anh thích cái này, anh thích cái kia, cứ giùm tôi đi hả? Anh nghĩ lại, tại sao anh không thích? Là vì đời sống tinh thần của anh vấn đề, vì cái khả năng tài chính của anh có vấn đề, vì cái gia đạo
là rầm. Không rầm thì lấy cái mà thích thơ thích vật nha. Ok, bây giờ tôi đã ôm lại cho bà con 10 cái nội dung căn bản của cái bài kinh này rồi nha. Cái nội dung một là vị là một vị tỳ kheo A Xà Lê, tức là sư phụ đó, thầy ấy, cho 500 vị tỳ kheo khác trong một cái đêm trăng rằm, trong một cái pháp hội có Thế Tôn làm thượng thủ cùng với đông đảo tăng chúng, thì trong đó có 500 vị đệ tử của mình, thì vị tỳ kheo này nó đã đặt, biết ai có nghe ba chữ này không? Pháp học, pháp hành và pháp thành. Nhưng mà nghe đó rất là này ngắn, cho nên ở đây tôi mới giải thích. Thứ nhất là cái patipatti, cái hành trì này, cái thứ nhất là parayatti, có nghĩa là một là cái lý thuyết, cái parayatti là cái lý thuyết để mà nhận thức. Ví dụ như đây là tặng kinh nè, tặng luật nè, tặng thì đàm nè, cái này là giới luật nè, cái này là những cái trình bày, những giải thích thêm là về quẩn rồi xứ rồi giới nè, đế nè, cái này kinh này được giảng ở đâu nè, nói về vấn đề gì nè, ở đâu cho ai, nói về cái gì, thì cái đó được gọi là cái lý thuyết để nhận thức. Cái bước hai đó là hành trì dựa trên cái nhận thức đó. Đó. Và cái thứ ba là cái pativi. Các vị cũng quên mất rồi, năm quẩn là gì? Y cứ bốn đại gọi là sắc quẩn. Cái này tôi nói các vị rất là sốc, nhưng mà không thể không nói. Mình học chút ít về khoa học ha, rồi Phật pháp thì mình biết lơ mơ, cho nên mình thấy làm như là cái danh với cái sắc, cái danh tức là cái gì thuộc về tinh thần đó, thì nó mơ hồ, nó trừu tượng. Còn cái sắc pháp đó là những gì mình có thể sợ chạm được, nó cụ thể ha. Nhưng mà tại sao tôi nói là các vị sẽ sốc là ở chỗ này? Tại sao gọi là dai không? Tại sao gọi là ngũ quẩn dai không? Tại sao vậy? Nhưng mà tiếng Bali, cái chữ emptiness trong tiếng Mỹ, nó không có thể nào mà nó dịch cho đúng cái chữ sunyata trong đạo Phật hết nha. Cái emptiness, cái này là cái chữ viết tắt nghe, cái chữ viết tắt, cái chữ đó của người ta dùng trên internet đó, chứ không phải chữ tôi chế đâu. Cái chữ chữ em, chữ thi đó. Giống như chữ for you đó, chữ for you là người ta viết là tôi viết thế này, là chữ for you rồi viết vậy nè.
biết vậy đó. Là bởi vì cái gọi là niềm vui nỗi buồn hay là thiện ác, nó bây giờ nó là tinh thần trước đi, niềm vui nỗi buồn hay thiện ác á, thì nếu mà chia nó ra đó thì cái gọi là niềm vui rồi nó gồm một lô tâm sở trong đó. Nếu mà tâm thiện mà thọ hỷ đó, gọi là tâm đại thiện thọ hỷ đó, thì nó gồm một đống tâm sở trong đó, mình gọi đó là niềm vui. Rồi cái trường hợp thứ hai, cái gọi là niềm vui tức là tâm tham thọ hỷ, cái gọi là niềm vui thì gồm có hai, là thiện thọ hỷ và tâm tham thọ hỷ, chỉ có hai cái này chứ không có không thiện rồi nè, rồi thiện cho nó mở ai học Ấn Tỳ Đàm thì tự biết nha, nhưng mà ở đây tôi nói gọn là cái gọi là niềm vui nó gồm có hai, đó là thiện thọ hỷ và tâm tham thọ hỷ, mà tâm nào nó cũng có mấy chục tâm sở trong đó. Tâm sở tức là mental factors nha. Đó. Đó, rồi cái nỗi khổ niềm đau, nỗi khổ niềm đau của chúng tâm thân thức thọ khổ, chỉ vậy thôi. À, chỉ vậy thôi, nhớ nha. À, mà chỉ cái chữ CS là chúng sanh chứ không phải là cộng sản nha. Thì cái gọi là niềm vui nó chỉ gồm có hai, đó là thiện thọ hỷ và tham thọ hỷ. À, mà tâm nào trong đó cũng có mấy chục cái tâm sở. Rồi cái nỗi khổ niềm đau của chúng sanh nó cũng chỉ là hai tâm sanh, gọi là tâm thân thức thọ khổ thôi nha. Chứ còn mình ngồi mình nói là thất tình rồi làm ăn thua lỗ rồi bị mất quyền mất danh mang tiếng rồi bị lột lon rồi bị gì đó bại vật, tất cả những cái thứ đó là những cái nỗi buồn đó. Chỉ có hai trong A Di Đàm nó chỉ có hai trường hợp, một là tâm sân, hai là khổ tâm đó, thì hai tâm sân, còn khổ thân nó chỉ là thân thức tội khổ thôi chứ mà lại cái gì hết. Cho nên nó gọi là dây không là sao, tức là đem chia nó ra đó thì nó không còn gì hết. Đó là nói về tinh thần, còn về sắc pháp, còn về vật chất thì sao. Hồi nãy tôi nói các vị sẽ sốc rồi, là bây giờ mình cầm cái ly trên tay á thì mình thấy cái ly này mình nhìn được nè, mình ngửi nó được nè, mình lấy cái lưỡi mình biết nó được nè, mình sờ chạm nó được là biết nó nóng lạnh cứng mềm, nó là thô nhám hay là trơn láng mà mình biết nè, nó là màu trắng màu đen mình biết nè. Nhưng mà các vị biết rằng cái gọi là cái ly này đó, nó gồm những cái thành tố gì, đó là đất nước lửa gió trong đó. Nếu mà mình chia cái này, cái hình dáng, cái trọng lượng của nó là bao nhiêu ta, là 25 gram. Lấy 25 gram này mình chia nó ra 1 tỷ, rồi lấy 1 phần tỷ đó nó lại chia tiếp, chia cho đến cuối cùng thì nó còn lại một cái mà khoa học bây giờ gọi thôi chứ tôi cũng không dám nói là tương đương, nó là còn lại cái đơn vị nhỏ nhất, đó là photon, là cái nhỏ nhất, chia riết không còn gì hết, còn là một cái quang tử. Thì như vậy cái mình gọi là vật chất, nếu mình chia cho đến tận cùng bằng số của nó rồi đó thì mình không còn sợ chạm được nữa, mà mình chỉ còn là cảm nhận, chỉ còn là hình dung, chỉ còn là liên tưởng về nó thôi. Các bạn nghe kịp không? Alo. Có nghĩa là mọi sự, những cái thứ mà mình gọi là vật chất, nhà cửa xe cộ lung tung đó hả, mà nếu mà đem cứ chia nhỏ nó ra, tức là hồi nãy tôi có nói cái chén uống trà của tôi là nó là 25 gram. Đó. Bây giờ tôi chia nó ra thành 1 tỷ phần,
Rồi mỗi một cái phần tỷ như vậy tôi là tiếp tục chia nữa, tôi chia đến tận cùng đó, thì cuối cùng rồi thì vật chất cũng chỉ là những trạng thái. À, trạng thái là gì? Đất là cái gì cho ta cảm giác? Cái gì tạo nên hiện tượng tan chảy và ngưng tụ? Không biết có hiểu chữ này không ta? Có hiểu chữ ngưng tụ không? Ngưng tụ tức là nó gom lại à, ngưng tụ. Cái chữ này trong điển có chứ không phải chữ của tôi nha. Cái gì mà nó tạo ra hiện tượng, tức nghĩa là ở đây nó, khi mà sắc pháp mà phân tích cho đến rốt ráo tận cùng rồi, nó chỉ còn là trạng thái thôi, nhớ nha, trạng thái thôi. Nước là cái gì mà tạo ra hiện tượng? Ví dụ như bây giờ mình gọi là cái ly thì nó phải, nó là một cái sự kết hợp của bao biết bao nhiêu là vật chất, thì những cái đó gọi là cái sự mà ngưng tụ đó được gọi là nước. Mà cái gì nó tạo ra cái sự rời rã của vật chất thì cái đó cũng gọi là nước, nhớ nha. Lửa là gì? Lửa trong A Tỳ Đàm á là cái gì mà ta gọi là nhiệt độ? Chỉ vậy thôi. À, gọi đó là nhiệt độ. Dầu lạnh, dầu là lạnh hay nóng đó. Còn gió là gì? Gió trong Phật pháp đó, nói rốt ráo các hiện tượng. Hiện tượng gì ta? Áp suất. Rồi cái gì nữa? Xê dịch. Áp suất hay là xê cái lá mà gió thổi mình cứ quơ qua quơ lại đó, thì lúc đó có gió thì mình gọi là gió đã đành. Nhưng mà ngay cả cái bàn tay của mình trong một căn phòng đóng cửa kín mít ở dưới hầm sâu 50 mét cách mặt đất ha, mình lấy cái tay mình cứ bằng tay mình ngo ngoe nó, thì cái trạng thái mà ngo ngoe đó cũng gọi là gió. Cho nên cái hiện tượng xê dịch và áp suất, pressure. Rồi. Thì như vậy nói rốt ráo thì toàn bộ cái gọi là vật chất trong cái vũ trụ này nó chỉ là bốn cái thứ này cộng lại thôi, đó là đất, nước, lửa, gió. Dựa vào bốn cái này mới gọi là năm, mới gọi là sắc, sắc quẩn. Rồi cái thứ hai là gì ta? Do xúc. Do có sự tiếp cận giữa sáu căn với sáu trần nên mới có thọ. Mấy cái feeling á, à, mới có thọ quẩn. Rồi cũng từ xúc mà có tưởng quẩn, tức là perception. Đó. Rồi mới có hành quẩn. À. Từ xúc mà có, phải thêm chữ sáu nữa, phải thêm chữ sáu nè. Từ sáu xúc mà có tức các khía cạnh
thiện ác. Good or bad factors. Trong tâm. Rồi. Rồi do có sáu căn và sáu trần cộng lại thì mới có sáu thức, tức thức quẩn. Cái này là nhớ chưa ta? Có nhớ cái này không ta? Cái chữ good, chữ good, chữ good mà tôi viết sai nha. Chữ good, good or bad factors có nghĩa là trong tâm mình nó là, đó là tâm thiện, tâm ác, tâm phàm mà tâm thánh, là nó nằm ở cái chỗ này nè, nó nằm ở cái chỗ mà gọi là hành quẩn. Cái này đối với người học Atidam thì cái này ok, dễ hiểu. Tôi không có dám mở lời tôi nói rằng tôi ước có một lớp Atidam, mà tôi đã có cái lớp kinh tạng này mà tôi còn lâu chưa có lớp nha. Này nếu mà các vị nào có học Atidam nó thì học cái kinh tạng này nó sướng vô cùng tận luôn. Rồi nếu bây giờ muốn học Atidam là phải ngưng, cái ngân lớp kinh tạng này, chứ tôi không thể nào mà một tuần mà tôi đã 3 ngày lẻ rồi, 3, 5, 7 rồi, bây giờ dẫn thêm cái Atidam nó là sẽ là ngày nào. Rồi thêm nó cái này nói đừng có buồn, chứ cái người của mình nó cũng trời ơi đứa hỡi lắm. Tức là mình dạy mình không thấy mặt. Mà mình lo mình giảng mà giảng sơ sài đó thì không được. Mình giảng sơ sài đó thì không được. Mà giảng chi tiết mà gặp toàn cái đám nó ngủ gục không, nên giới hạn như tôi giảng lớp kinh tạng này cho đến hôm nay tôi vẫn nghĩ rằng hơn một nửa trong đây là không hiểu cái khỉ gì hết, hoặc là đang ngủ. Cho nên tôi có bị biết tôi mất hứng gì lắm. Tại vì tôi bữa nay bắt đầu tôi bị ràng buộc bởi vấn đề thời gian. Tôi nghĩ cái câu trong đời tôi ra thì tôi cũng tối thiểu đó, trong đời tôi tối thiểu tôi cũng giảng gần hết kinh tạng. Trung bộ tôi giảng 2 lần 152 bài ha. Trường bộ tôi giảng 1 lần 34 bài ha. Rồi không, trung bộ tôi giảng 3 lần. Trung bộ tôi giảng 3 lần 152 bài. Trường bộ tôi giảng 1 lần 34 bài. Rồi bây giờ thêm một cái này nữa là thêm cái lớp tương ưng nữa là 7.700 bài này, là coi như là một đời mình ăn cơm người ta mình trả là như nó cũng được rồi. Mà bây giờ đến giờ nó đã đi là coi như là 1 năm rồi. Ok, rồi tiếp theo đó là do cái gì? Do cái gì mà có năm quẩn thì dựa vào cái gì mà có năm quẩn? Vào 4 mà gọi đó là sắc quẩn. Dựa vào 6 xúc, có nghĩa là do con mắt của mình, lỗ tai của mình, mũi, lưỡi, thân ý của mình mà nó có cái sự tiếp cận đối với 6 trần, tức là những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ đó, thì do 6 xúc đó nó mới dẫn đến là phải ghi rồi. Do từ 6 xúc có 6 tưởng, 6 thọ, 6 hành. Có hiểu không ta? Rồi từ 6 căn và 6 cảnh á, 6 trần nó lỡ kêu trần gì kêu trần luôn. 6 căn 6 trần á. Mà 6 thức quẩn. Sáng nay là ôn rốt ráo luôn. Rốt ráo luôn. Rồi. Bây giờ đó là tiếp theo là thọ ngày hỏi với thân kiến là cái gì? Sắc ca giác. Thân kiến là gì? Là sự lầm tưởng. Năm quẩn là tôi,
của tôi. Sắc ca giá, thân kiến là gì? Thì thân kiến chính là sự lầm tưởng năm uẩn là tôi, của tôi. Chấp rằng đây là tôi thì tiếng Bali kêu là ahan ca đó. Tôi là cái này, cái nọ. Rồi mâm măng cà đó. Mấy chữ này mới còn nhớ không ta? Quên sạch rồi. Là chấp rằng đây là của tôi. Một cái là á hăng ca đó, một cái là mâm măng ca đó. Á hăng chỉ cái chữ hăng đó đó, anh n chấm trên chứ không chấm dưới nha. Anh n chấm chứ chấm trên á hăng ca đấy. Cái quyển của mình hiểu như vậy đó thì gọi là thần kiến. Phải là vị sơ quả Tu Đà Quần mới chấm dứt được thân kiến. Đó. Tôi nói đi nó lại không biết bao nhiêu lần, không biết bà con còn nhớ không. Mình có khi mình không hề nghĩ đến hai cái chữ tôi và của tôi, nhưng thật ra mình nhìn về cuộc đời này luôn luôn và luôn luôn từ góc độ của tôi và từ góc độ tôi và của tôi, luôn luôn như vậy, luôn luôn như vậy. Chính vì mình nhìn phải ghi này, chính vì luôn nhìn thêm cái mọi sự nữa, mọi sự trên cuộc đời này từ góc nhìn tôi, của tôi, nên mới có sự thích mở cuộc đời, tham và ghét mở ngoặt sân, rồi đóng lại si thì luôn theo sát hai phiền não đó. Có hiểu không ta? Alo. Nhìn ra một cái người thấy họ gặp mình chào đó, cái cảm giác mình sao? Ngay cái vị trí nó phải chào, còn hôm như gặp nhau ngoài đường thì thôi tôi không có nói. Nhưng mà ví dụ như gặp nhau ngay một cái thời điểm, một cái hoàn cảnh nhé, mà lẽ ra phải gật đầu một cái thì họ làm lơ thì mình nghĩ thì sao? Lúc đó mình mới biết, à thì ra khi mà mình thấy mình bực á, mình quê đó, mình thấy quê đó, là lúc đó mình phải có chánh niệm biết, à thì ra là mình đối diện cái vấn đề từ cái góc nhìn tôi và của tôi. Các vị nghe kịp không ta? Chứ đừng có tưởng là ô tôi xin sao xin nói sao chứ tôi đâu có bây giờ tôi nghĩ của tôi gì đâu. Mà tại sao nó thân kiến? Yên tâm rồi. Tôi gặp quý vị mà tôi phun nước bọt cứ thẹt trước mặt quý vị rồi tôi bỏ đi luôn, lúc đó các vị mới biết cái chuyện mà các vị nhìn từ tôi và của tôi. Chứ còn một vị cái hành giả mà chánh niệm đó thì chỉ biết nhìn là nhìn, nghe là nghe à, thì không có vấn đề. Còn nếu mà đối với vị thánh đó, thì quá khỏe rồi à. Nhưng mà tại mình không có ngờ, mình không có ngờ là luôn luôn mình ở trong cái trạng thái của một con chó gì. Tôi biết tôi nói là nhiều người giận lắm, nhưng mà không thể không nói nha. Chúng ta khi mà chúng ta còn thân kiến đó, chúng ta y như một con chó dữ, có nghĩa là chúng ta sẵn sàng phản ứng với tất cả những gì mình thấy và mình nghe. Nó rất nặng, nó là như vậy đó, rất là nặng, nó bị rất là nặng. Nhưng mà khổ một chỗ đó hả, ta nói ngay chốc cái nó bắt đầu mình nhột. Chứ thật ra chúng ta là hễ còn là thân kiến thì chúng ta luôn sống ở trong cái tâm trạng của một con chó dữ. Đây có ai mà gặp chó dữ bao giờ chưa?
không biết. Mà tôi rất là cảm ơn, đó là cái búa chưa bỏ đó. À, hãy nhớ cái đó luôn luôn. Ngày mình chưa biết đạo đó thì mình thích tùm lum hết, nhưng mà hãy luôn nhớ rằng mình luôn luôn sống ở trong cái góc nhìn của tôi và góc nhìn tôi và của tôi. Cho nên đó, ai mà chạm đến mình đó, bị gặp con chó dữ, nhất là chó Tây nó dễ sợ lắm. Tức là mình chỉ đi ngang nó, mình sợ nó muốn chết, mình muốn quỳ mình lạy nó luôn đó. Mà chỉ cần nó nghe tiếng động là bắt đầu nó có phản ứng rồi. Mình cũng vậy. Ngày đó mình ngày nào chưa biết đạo thì thôi, mình chấp đủ thứ, thôi biết đạo rồi bắt đầu mình có giữ giới, bắt đầu mình có búa trong tay rồi đó. Mình dùng giới để mà mình đập cái thân nghiệp bất thiện, dùng búa để mà đập cái khẩu nghiệp bất thiện. Rồi mình tu tập thiền chỉ, thiền quán. Tu tập thiền chỉ là để mình làm, tức là mình có cái búa định á, mình đập ba cái ái mạng kiến. À, tức là đây là thích này, đây là chấp tôi này, đây là thường, đây là đoạn này. Một chỗ mình đập tan hoang rồi cuối cùng cái mà mình không cắt dao mình đập được, đó chính là cái búa trên tay. Ngày xưa mình thích tiền, thích danh, thích quyền, thích nhan sắc, thích sức khỏe. Bây giờ mình không còn thích gì hết. Bây giờ mình đã hiểu đạo, bây giờ trong đầu mình chỉ có tam bảo thôi nha. Vạn pháp là vô ngã nha. Mình bây giờ là đi đứng nằm ngồi luôn luôn chánh niệm tỉnh giác ha. Có một điều, có một điều, tôi đang tu, tôi đang ngon lành, tôi đang hiểu được lý tam tướng, tôi đang hiểu được lý duyên khởi. Trong khi những người kia họ không được như thế, họ không được, họ may mắn mang được thân người nhưng mà họ không biết được Phật pháp. Họ biết được Phật pháp mà chỉ biết cúng bái cầu lộc, chứ họ không có biết là học hỏi giáo lý. Họ học hỏi giáo lý nhưng mà họ không có biết hành trì giáo lý. Còn riêng tôi được thân người, được gặp chánh pháp, được học giáo lý, có giới, có định, có tuệ, tôi có hành trì. Đây là cái công đức của tôi, đây là cái sự thành tựu của tôi. Cái kiểu này thì không bao lâu nữa tôi sẽ đắc chứng. Đắc chứng cái gì? Đắc chứng cái đạo quả của tôi, niết bàn của tôi, sự giải thoát của tôi. Đập tan quan cuối cùng tôi còn chừa lại cho tôi cái búa của tôi. Ok. Tức là tôi cho đã. Mà vui nhất là trong cái đám đông này không ai hiểu được cái lý vô ngã như là tôi. Lý duyên tôi bao nhiêu cái tôi. Ngọt của nó gì? Cũng là cái gì khiến ta ham thích? Người không học đạo khi nhìn về cuộc đời, tức năm quẩn, chỉ thấy được khía cạnh đầu tiên và duy nhất. Có hiểu không ta? Trong năm quẩn có ngọt có đắng, mà ngọt đây là gì? Ngọt đây tức là cái gì khiến cho người ta ham thích. Người không học chỉ thấy được mà duy nhất này thôi đó. Rồi cái thứ hai, cái vị đắng của năm quẩn là những gì? Khiến ta đau và khổ, thân hay tâm? Ở thân hay là tâm? Đó, cái vị ngọt thì cái đầu tiên là mình phải thấy cuộc đời nó có cái ngọt chứ phải không. Nhưng mà cái thứ hai đó, trong đây ngày Minh Châu vậy là nguy hiểm, nhưng mà tiếng Pali bữa này bóm tôi có giảng rồi, mới còn nhớ không ta. Cái Adinava đó là ngày Minh Châu dịch là nguy hiểm nhưng ta phải hiểu là vị đắng hay là cái bề trái,
cái chỗ này tôi có nói rồi, tôi có nói rồi mà không biết là còn nhớ hay không, bây giờ còn nhớ hay quên, bây giờ còn nhớ hay quên. Dạ rồi, có nói rồi, có nói rồi, có nói rồi, dạ rồi đó, cho nên nhớ nha. Tức là mình thấy đời mình, trước hết mình phải biết là đời nó có ngọt, chứ không phải mình không biết. Mình không phải là gỗ đá robot, mình không phải mình biết. Biết có, tôi biết đời nó có ngọt chứ, tôi biết. Nhưng mà tôi cũng biết luôn là đời nó đắng tàn khốc. Nghe, nó đắng, nó có đắng. Đắng là gì? Đắng là những gì mà nỗi khổ niềm đau. Nỗi khổ niềm đau, nó thì gọi là đắng. Phải thấy được cái ngọt, phải thấy được cái ngọt là phù du, phải thấy được cái đắng là cái đáng chán, đáng đáng sợ. Cái này thì dễ thấy rồi, cái này thì dễ thấy rồi. Rồi cái thứ ba, từ đó mới có sự ly tham để lìa lìa bỏ mở con đơn là gì, tên là xuất xuất ly, xuất ly. Đấy. Từ đó nó mới có sự ly tham để lìa bỏ, thì đó là sự xuất ly. Toàn bộ hành trình tu học là nhận thức được rằng mọi hiện hữu là khổ, mở ngoặc trong đó có cả ngọt lẫn đắng. Từ đó nhàm chán và lìa bỏ. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Đó là cái việc mình phải làm đối với năm quẩn. Sức tiếng Bali là Nissarane. 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 Ok. Nissarane là xuất ly, nhớ nha, Nissarane. Còn cái vị ngọt là Asa, đó là vị ngọt. Ok. Asa đó là cái vị ngọt. Như vậy thì năm quẩn là đây, cái việc làm, việc phải làm, việc phải làm đối với năm quẩn là vậy. Thấy chưa? Các vị thấy chưa? Alo. Ở đây Đức Phật ngài dùng cái ngôn ngữ của vị chánh đẳng chánh giác. Cái bề trái của năm quẩn đó, ngài xài cái chữ vô thường biến đổi, chứ ngài không có tả rõ. Trong trường trong bài kinh này, ngài không tả rõ. Thì cái sự vô thường của sắc quẩn là gì? Có nghĩa là lúc thì nó trẻ, lúc thì nó già, lúc nó đẹp, lúc nó xấu, lúc nó tươi, lúc nó héo. Thì đó gọi là sự vô thường của sắc quẩn. Còn cái sự vô thường của thọ quẩn là sao? Lúc vui, lúc buồn, mà đời sống này ai cũng phải thấy rằng buồn nhiều hơn hơn vui. Các vị nghe kịp chưa ta? Alo, các vị có nghe kịp không? Dạ rồi. Cái sự vô thường của thọ quẩn là vậy đó, tức là lúc vui lúc buồn, mà buồn thì nhiều hơn vui. Rồi sự vô thường của tưởng quẩn là gì? Thọ tưởng hành không rời nhau. Không rời nhau. Nên thọ vô thường thì tưởng hành cũng vô thường. Chỉ đơn giản vậy thôi, tưởng hành vô thường. Bây giờ thí dụ như bây giờ ha, tôi bây giờ tôi nhớ là một cái kỷ niệm cũ tôi thấy thích quá, nhưng mà bây giờ nó không còn nữa. Các vị nghe kịp không? Tôi nghĩ là một cái kỷ niệm cũ tôi thấy thích quá, thích cái kỷ niệm đó quá, nhưng mà bây giờ nó không còn nữa. Thì như vậy trong đó, đó là một sự vô thường về danh quẩn.
Có nghĩa là ngày hồi nào mới cách đây mấy phút tôi nghĩ đó, tôi thấy vui quá đi, mà bây giờ tôi lại tiếc, tôi lại buồn, tôi lại đau, tôi lại nhớ, là bây giờ nó không còn nữa, nó không còn nữa. Và không có một cái niềm vui nào mà nó kéo dài thiên thu gì đó, không, không có. Không có niềm đau, không có nỗi buồn nào nó kéo thiên thu. Nhưng mà cả cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc, sự an lạc, nó cũng không có cái nào nó kéo dài thiên thu. Mọi thứ nó phải đắp đổi cho nhau, cái này, cái kia, cái đó. Cho nên Lão Tử mới nói là khi buồn á, khi có chuyện buồn á, thì hãy nhớ rằng buồn hết, buồn tận cùng thì sẽ tới cái vui. Lão Tử dặn như vậy. Khi ta gặp chuyện buồn lo thì ta nhớ rằng sao cái này chắc chắn là phải là chuyện vui, chắc chắn. Sao chuyện buồn phải là chuyện vui. Và khi mà ta vui đó thì có cái chuyện vui, ta phải nhớ rằng sao chuyện vui chắc chắn là chuyện buồn. Hồi đó tôi đọc cái đó tôi khó chịu luôn, tôi nói tại sao mà dám xài chữ chắc chắn. Nhưng mà thật ra đúng là sự thật là như vậy. Vì cái buồn nó đi đến tận cùng thì nó sẽ hết buồn. Mà cái vui nó đi đến tận cùng thì nó sẽ hết vui. Và đời sống này nó chỉ gồm cái hai cái đó thôi, chỉ có buồn với vui thôi. Cho nên đó là sự vô thường của danh quẩn, tức là gồm thọ tưởng và tưởng hành. Tức là cái sự vô thường của sáu thức. Lúc thì mình thấy cái này, lúc thì mình nghe cái kia, không có cái nào nó bền hết. Mọi thứ nó không có bền. Lúc thì mình phải, lúc phải thấy cái này, lúc phải nghe cái kia, lúc phải nghe cái kia, có lúc không được đầy đủ sáu căn, bị khiếm khuyết chẳng hạn. Thì như vậy cái sự vô thường của thức quẩn là gì? Là cái tâm nào của mình ấy, nó cũng có lúc biến mất, xuất hiện rồi nó biến mất, xuất hiện. Dầu muốn dầu không, ta không thể kéo dài trong một chuyện, nó không bao giờ. Cho nên ở đây phải nhớ rằng cái vị đắng hay là cái bề trái của năm quẩn, nó chính là sự vô thường. Nó ngắn gọn là sự vô thường. Thấy được như vậy cho nên mới có cái ly tham, mà từ ly tham nó mới có giải thoát. Giải thoát này nghĩa là buông á, ly tham là buông. Và tiếp theo nữa, cái câu nữa là nên nhận thức ra sao về năm quẩn. Để chấm dứt theo cái đoạn 13 rằng năm quẩn trong mọi tình trạng hoàn cảnh, có thêm chữ 11 nữa, mọi là 11, hoàn cảnh hay gì nữa ta, thời điểm đều là vô ngã, vô thường. Có 11 các vị có nghe kịp không ta? Nếu ra có câu hỏi vị tỳ kheo là nên nhận thức ra sao về năm quẩn để chấm dứt ý niệm về chấp ngã. Mà các vị có thấy kỳ không? Ở đây là có nhiều chỗ tôi cố ý tôi dịch lại hết, chứ còn cái ngó nguyên cái chánh kinh nó phê lắm, ngó nguyên chánh kinh nó giống như thuốc bắc. Mà đằng này tôi là chén thuốc bắc đó, tôi gom lại còn một viên thuốc tẻ thôi, mà tôi còn đưa các vị một tay thì xí muội, một tay thì miếng cam thảo nữa. Một tay thì cam thảo, một tay thì xí muội, mà còn thuốc cái nguyên chén tôi gom là còn có một tẻ nhỏ thôi, một hoàng nhỏ thôi đó. Mà tới nước này đó mà không chịu hả họng cho người ta giọng vô thì phải là không biết bao giờ hết bệnh. Nó quá gọn luôn nha. Thì vị cái hỏi nên nhận thức ra sao mà năm quẩn để chấm dứt ý niệm chấp ngã, thì ngài dạy rằng nên quán
chiếu rằng năm uẩn trong mọi tình trạng, hoàn cảnh, thời điểm, thằng thô tế thắng liệt. Thắng liệt có nghĩa là sao? Thắng liệt có nghĩa là tốt hay là xấu đó. Tốt hay là xấu, thù thắng hay là hạ liệt đó. Thì trong hoàn cảnh nào đi nữa thì năm uẩn cũng là vô ngã vô thường. Có nghĩa là bây giờ mình có là thủ tướng, giáo hoàng, ăn mày, du đản, kỹ nữ, thì tu linh mục gì đi nữa thì năm uẩn luôn luôn ở trong cái tình trạng là vô ngã vô thường. Đấy, thì trong trường hợp đó đó, thì cái quán chiếu như vậy đó, đó thì đủ duyên làm ba la mật. Thì cái, với cách quán chiếu này nè, mà nếu cộng với cái sự đầy đủ ba la mật thì mới chấm dứt được cái sự cái chấp dứt được cái ý niệm mà chấp ngã. Ý niệm chấp ngã là sao? Là cái sự nhìn về thế giới, nhìn về con người, nhìn về chúng sinh nha, tôi và của tôi, mà chỉ có cái quán chiếu liên tục như vậy. Có nghĩa là dầu cho năm uẩn ở nơi nào đi nữa, trong điều kiện, hoàn cảnh, tình trạng, thời điểm nào đi nữa thì luôn luôn vô ngã vô thường. Chỉ nhớ như vậy. Và cái câu số 14 này đó là dành cho cái câu 14 này là cái thắc mắc của một tỷ kheo trong pháp hội, mà cũng là cái thắc mắc của 99,9% người Phật tử. Đã. Nhớ nha, câu thắc mắc ở đoạn số 14 chính là cái sự niềm thắc mắc của không những tỳ vị tỳ kheo trong cái pháp hội này, mà cũng là niềm thắc mắc của 99,9% là gì? Sau khi nghe vậy rồi thì mọi sự đều là lắp ráp, mọi sự đều là vô ngã vô thường, không có tôi và của tôi. Vậy thì ai làm việc, ai tạo nghiệp thiện ác, và ai sẽ là người chịu quả thiện ác? Các vị có nghe kịp không ta? Alo. Nếu thế, trong đó nó có một vị tỳ kheo thắc mắc như vậy. Nếu Thế Tôn dạy rằng mọi thứ là lắp ráp, mọi thứ do duyên mà có, có rồi phải vô thường, nếu Thế Tôn dạy rằng năm uẩn là vô ngã vô thường, như vậy thì ai là người tạo nghiệp thiện ác, và ai là người chịu cái quả khổ và quả vui? Thì lúc đó Đức Phật dạy rằng, Ngài nhắc lại, không cần thiết phải có người tạo nghiệp và hưởng quả, mà tất cả đều là cái sự vận hành của năm uẩn, không do ai làm và chịu hết. Các vị nghe kịp không ta? Tức là vị này theo có thói quen cứ nghĩ rằng là phải có người làm cái việc thiện, phải có người làm việc ác, rồi khi mà cái quả đó trổ rồi mới có người hưởng chứ. Thì ở đây thì Ngài dạy rằng không cần, không toàn bộ năm quẩn. Trong room này nè, có một cái ông là thợ máy, ông nói với tôi thế này. Ông nói trời ơi, cái xe mà 500-700 ngàn, nó sẽ biết không, tháo ra ra rồi thì nó y chang như mấy cái xe kia vậy thôi, cũng là một đống đồ phạt, đồ phụ tùng thôi. Cái tôi nói ông nói gì tôi không đồng ý. Ông nói xe nào cũng là ráp ráp vậy, tôi hỏi ông với cái gì chạy trên đường vậy hả? Ông nói không có xe trên đường, ông nói trên đời này không có cái gì là xe hết, toàn đồ ráp không mà. Mà ông nói như vậy tôi không có phục, là bởi vì hồi nãy ông tới đây bằng cái gì? Là chiều nay ông chở vợ con ông đi chùa bằng cái gì? Rồi sáng nay trên xa lộ có hai cái gì đó nó tông nhau rồi chết bốn người, đó là cái đó là cái gì? Nãy ông nói với tôi là không có xe còn đồ ráp không mà sư ui, rã ra cái nó còn nguyên đóng đồ phạt không à. Rồi tôi không có chịu, tôi nói không, ông nói vậy sao được. Sáng nay trên xa lộ nó phát sinh đó, cái gì mà nó làm cho bốn người chết vậy?
Rồi nếu ông nói không có xe thì ông tới đây bằng cái gì? Rồi một lát nữa ông rời đây bằng cái gì? Các vị có hiểu không ta? Alo, có người hỏi tôi tại sao phải phân tích chi vậy? Bây giờ mình nói là có xe hay là không có xe thì cũng vậy không? Hai cái khác nhau thì sao lắm. Khi mà mình hiểu được cái gì cũng lắp ráp, cách thái là phải ghi rồi. Khi ta hiểu mọi thứ là lắp ráp thì thái độ của ta đối với chuyện đời đó nó sẽ khác đi. Nó sẽ khác. Dĩ nhiên, cái thêm cái câu này nữa. Cái hiểu đó phải có được từ cái đời sống. Từ gì ta? Từ cái sự thấm thía thể nghiệm thân chính, sau một quá trình chánh niệm liên tục, một nhận thức không vay mượn từ sách vở, không nào khác, phải do chính mình. Các vị nghe kịp không ta? Thí dụ như nhà tôi gần biển nha, tôi ví dụ nha. Rồi cái trưa các vị hỏi, buổi trưa các vị hỏi tôi chứ đây có gần biển không, buồn quá tôi ra biển chơi. Tôi nói xe hư rồi, xe tôi hư rồi, bây giờ ông muốn ra đó ông phải đi bộ mà xa lắm ông ơi, nó nóng muốn chết luôn. Ông biết bữa nay nó nếu mà tính theo độ C đó là bữa nay nó là coi như là gần 40 độ, mà tính theo độ F nay gần 100 đó. Mà ông biết là hai bên nó toàn là cát không à. Mà ở đây thì mà ông đi ra đó đó là coi như là nó phải chừng 3, khoảng chừng 3 cây số đó. Khoảng 2 mai rồi ông đi về 4 ngày. Thì tôi nói như vậy ông không có đủ sợ, không có đủ sợ ông mới đi. Khi ông đi ông mới biết thế nào là cái sức nóng mà gần 100 độ F, tức là gần 40 độ C đó. Lúc ông đi ông mới biết. Dưới chân thì cát nó nóng, mà trên đầu thì nắng rát mặt, mà người thì nó thiếu nước, nó khát, mà nó mệt, nó lả dần. Mà ra ngoài biển chưa tới mà nhìn xa xa là đã thấy cái hoa nắng nó chập chờn trong không khí rồi. Thì lúc đó cái sợ này nè là cái sợ của quý vị. Chứ còn hồi nãy trong nhà tôi nói thì quý vị không có nghe. Tôi nói nóng lắm nghe, cát là trời ở trên nóng nó đã nắng rồi mà dưới cát mà cũng hấp thụ cái sức nóng kinh khủng lắm nha. Ông thở không có nổi đâu, nghe được. Người cãi tôi đi ra đó. Thì rồi đó, khi quý vị đi các vị mới thăm. Ở đây cũng vậy. Tại sao tôi cố ý tôi nói dài dòng cái chuyện đi tắm biển là tại vì tôi muốn cho các vị thấm thế ở chỗ này. Tức là các vị đi nghe giảng kinh ấy, nó không có bằng các vị tu tập tới niệm xứ. Khi mà theo ngồi xuống theo dõi biết này, biết rõ này, cái này ngồi rồi, ngồi xuống cái mông chạm rồi, hai đầu gối chạm rồi, biết rồi. Biết xong rồi bắt đầu ngồi yên, theo dõi hơi thở ra vô, biết ra vô, rồi đang nhớ là chuyện gì đó, phóng tâm rồi, phóng tâm vui quá, biết rồi, biết là đây là tâm tham nè, cái vui này là tâm tham nè, rồi đây là vui này là tâm thiện nè, biết nè. Khi mà quý vị theo dõi được một thời gian, quý vị mới thấy là cái tâm của các vị nó không có đứng yên. Theo dõi được một lát nó đau theo dõi, các vị thấy nó vấn độ đến dồn dập như vậy đó, các vị mới biết thì ra năm quẩn này nó là gánh nặng. Nhớ nha,
Còn bây giờ đó các vị không có tu cái khỉ móc gì hết, cứ nghe giảng ngày nào cũng vô nghe giảng, ngáp lên ngáp xuống, thì không cửa nào không cách chi mà thấy được năm uẩn nó là gánh nặng. Chỉ có làm như tôi vừa nói mới thấy nó là gánh nặng. Mà nó lạ lắm, khi thấy nó là gánh nặng thì cũng là lúc quý vị bỏ từ từ những cái gánh nặng đó, dầu chưa có đắc gì hết. Dầu chưa có đắc gì hết, nhớ nha, dầu chưa có đắc gì hết. Nhưng mà mình cứ nhận ra nó là gánh nặng, nó nhẹ bớt. Mà cái này thì tôi nói một lần nữa, không có cách nào mà mình cảm nhận được, trừ phi tôi nhắc lại một lần nữa, thấy rõ năm uẩn là gánh nặng. Gánh nặng nó bắt đầu la như vậy đó, nó la như vậy. Khi mình nhận nó là gánh nặng đó, mình thấy nó là gánh nặng thì bắt đầu nó nhẹ dần. Còn hồi đó giờ mình không thấy gì hết, mình cứ lăn xăng ăn chè ăn cháo, vui chơi mua sắm, mình tưởng như là vui, nhưng mà không. Mai này sống chánh niệm một chút đi thì sẽ thấy rằng đó, mấy cái đó là những cái thật sự nó là tào lao, nó thật sự nó không cần thiết. Tôi nói một lần nữa, tôi không phải là thiền sư, tôi không phải là hành giả, tôi bê bối dễ vui, có nghĩa là tôi cũng không nhận. Nhưng mà phải nói rằng quý vị phải tin thôi, không có gì vô duyên, nhưng mà bắt người khác phải tin mình, không ai vô duyên ngu sửng như vậy. Nhưng mà trong trường hợp này tôi làm cái người ngu sửng cũng được, có nghĩa là tôi nhấn mạnh là không có chánh niệm thì đừng có hòng mà nhớ nha, không có chánh niệm thì đừng hòng mà hiểu Phật nói cái gì. Hiểu lan man thì ok, hiểu lan man thì ok, nhưng mà hiểu thấm thía đó thì chỉ có cái người sống chánh niệm. Chỉ các vị có thể đi hỏi những vị cao tăng nào quý vị tôn kính nhất nha, các vị nói ông Sư Giác Nguyên ông nói như vậy đó. Ông nói rằng là không có sống chánh niệm thì không có hiểu được cái lời Phật dạy. Hiểu lan man rồi xong. Cho nên ở đây các vị tỳ kheo đó mới thắc mắc thế này, là Thế Tôn dạy rằng cái gì cũng vô ngã vô thường, chỉ có năm uẩn chứ không có ai, không có ông A bà B. Như vậy thì ai là người tạo nghiệp thiện ác và ai là người chịu cái quả khổ vui? Thì Phật dạy rằng cái người tạo thiện ác, cái gọi là người tạo đó chỉ là năm uẩn, và cái gọi là người chịu quả khổ vui cũng chỉ là năm uẩn thôi. Nhớ nha, cái đó là nhớ đó. Như vậy thì sáng hôm nay mình đã học xong cái bài kinh cuối cùng của cái phẩm gọi là phẩm gì đó, có thể ăn hay gì đó quên mất rồi. Rồi ngày thứ ba đó là mình sẽ học một cái phẩm mới, đó là mà cái phẩm mới này đó là học sướng lắm, mình học ào ào ào, tại vì sáng nay tôi cố ý tôi giảng chậm, thiệt là chậm. Sáng nay tôi cố ý tôi giảng chậm bài kinh này để chi, để quần cho nó nát cái gọi là 4D, cái gọi là 5 uẩn, cho nó tan nát đi ha. Để rồi mấy bài kinh sau là tôi cứ lướt qua như vậy, thì cái hy vọng mà mình học hết cái tương ưng này nó là khả năng nó cực lớn. Nhớ nha, rất lớn, khả năng rất lớn. Là mà nhớ là một cái là khi mà tôi nhắc đi nhắc lại đó, làm ơn nhớ giùm, để mai mốt mình đỡ mất công. Các vị phải có căn bản, mai mốt mà khi tôi nói là 5 uẩn vô ngã vô thường là các vị nhớ là liền. Mai mốt hỏi sắc uẩn là gì là biết liền, thọ tưởng hành là gì biết liền, nói là biết liền. Chứ không có phải mà gà rơ. Ok rồi, nhưng mà nhớ, cảm ơn nãy có một nhân vật phù du nhắc một cái chuyện mà tôi rất là thích. Đó là đập tan hoang, chỉ còn lại cái búa trên tay. Đó chính là cái công án mà tôi muốn trao lại cho bà con trong rừng. Có chừng thế nào, đập tan hoang cái gì cũng nát, chỉ còn lại cái búa trong rừng. Mà cái búa đó là gì? Tôi giỏi, tôi hay, tôi có giới, tôi có định, tôi có tuệ. Ok, chúc bà con một ngày vui. Để kết thúc chương trình, xin chúng tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hạng thiên thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá. Quý vị nào mà có viết cái nốt nó thì nếu ngày mai thì gửi cho sư ha. Ok, Phù Du biết cái bài của mình rồi phải không?